Chào Vy. Chào quý vị, một ngày Chủ nhật thật là bình an, đầy ơn Chúa. Kính mời quý vị cùng chúng tôi tương tác dâng lời cầu nguyện.
Cầu nghĩ cho Đức Quốc công Đào Minh Quân Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa sớm giải thể tà quyền Cộng sản Việt Nam xây dựng lại đất nước. Cầu nguyện cho quốc dân Hoa Kỳ đạt thành ý nguyện. Cầu nguyện cho quốc dân Việt Nam sớm thoát khỏi ách thống trị tàn bạo tà quyền Cộng sản Việt Nam. Cầu nguyện cho Đảng Cộng sản Việt Nam sớm quay về với chính nghĩa quốc gia sẽ được đối xử tử tế. Lạy đấng tối cao Thượng Đế Trời Phật và Hồng Thiên sông núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phù hộ độ trì ban phước lành cho chúng con. Xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát khỏi cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc trong chinh. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan đoàn kết nhẫn nại can đảm sáng suốt để cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc vinh quang trường cửu, mọi nhà được an hưởng thái bình thịnh trị có thời thượng nhân thánh đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính, sống thì phải chưa lẫm liệt mà thép cũng phải đáng tự hào bất khuất và hùng anh. Đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tiên sinh A Di Đà Phật. Cảm ơn quý vị cùng chúng tôi tương tác dâng lời cầu nguyện. Thank you so much. As usual, we have to take the English version and after Vietnamese version afterward. Thank you so much. How nice Sunday, everybody. Okay, we have to share the news to Vietnamese overseas because it is also very important. Here's the article announced by the New York Times and New York media everywhere in the world. So that's I take one of them and I read it now for Vietnamese overseas. Thank you so much. And thank you for the Vietnamese in the Vietnam paying patience for that. Okay, we take Vietnamese later. Thank you. Đào Minh Quân, the founder of the new doctrine democracy. The debate of democracy versus communism is an old one. It has been under the spotlight since the time Russia adopted constitutionally. Although both of the ideologies have their own plus points, there is one that is largely practiced by the countries all over the world and is considered the better of the two many by many democracies. In today's day and age, democracy is considered the best form of the government because it provides equal opportunities to all without any discrimination. It frees a country from the comparisons of the rich and the poor, unhealthy and healthy, successful and unsuccessful, and so on. Each person is capable of voicing their opinions and thoughts without hesitating and fear. On the other hand, communism practices things in different manner.
It focuses on the central management system and negates all the concept of the private properties, regions, and has dictatorships govern strategy, while the majority of the world's countries practice democracy. China, Cuba, Laos, and Vietnam are the only ones following a communist government. And the world has devolved with time. The people living in these four countries have started to realize the true potential of the democratic government. But only a few of them are correctly raising their voice against it. And one of them is the Sure Dao Minh Quân. He belongs to Vietnam, which has realized the real damage caused by the communism to his country. Passionate to bring a change, Mr. Dao Minh Quân, a son of the Vietnamese nation of thousands of years of civilization, is genuine man, filial son, faithful husband, exemplary father, and sincere friend. As a soldier, he was heroic, which with a brilliant strategy, he patiently sacrificed himself for the country's people. His life saw every page of the transparencies in Vietnamese history and is clearly depicted in the Third Republic of Vietnam Constitution. President Dao Minh Quân's alias name is Dao Văn. He was born on September 16, 1952, in Thi Nghè village, Gia Đình province. His father is Dao Thế, a native of Trúc Lâm village, deceased, and his mother is Miss Nguyen Thị Hạnh from Phu Cam village, deceased. More importantly, he is the descendant to Crown Prince Hung Dao, a Vietnamese royal prince, statesman, and military commander. President Dao Minh Quân is the hope of the change for the people of Vietnam. Being in a communist country since April 30, 1975, the people of Vietnam are now facing severe issues adjusting with the people in foreign countries. Govern under dictatorial governments all their lives, in citizens feel alienated when interacting with people from their countries. Sure, Dao Minh Quân joined various Vietnamese patriotic organization to fulfill his dream of freeing his country from the chains of communism. In 1987, Sure Dao Minh Quân founded the Vietnam New Democratic Movement. After the Vietnamese New Democracy Party's original
structural system became the new humanism. He began meeting and motivating reputable politicians. He also met seniors for their opinions to assemble a grand conference of compatriots. This conference would express their determination for unity and unison in the policies of nationalism. It would also stress upon having sufficient stature in the announcing the compatriots' resolution. These resolutions would display the compatriots' power to dissolve the regime set up by the Vietnam Communist without the need to execute a bloody revolution. From 1967 to 1968, he attended the Phan Thanh Giang Secondary School Level 1. Although he was only 16 years old, he used his older brother's birth certificate to enroll in the army and took part in the commando course at Sơn Trà Non Nước Cam. He then went on to assist Mr. Robert D. Oman, the journalist. He then became the first lieutenant of the 122nd Battalion, serving at the command post of the 20th Subregion. The frontier area and station at Bo Ben Bridge, Sir Dao Minh Quân, was later promoted as the lieutenant commanders of the Special Task Forces unit called Black Tiger, with the slogan "Go silent and return without words" to hunt the oligarchs. With deep gratitude from the US government, the Americans and the warriors, the president of Vietnam, Dao Minh Quân, and the president of the Republic of Vietnam built the Hexagon Wall Monument. The monuments were built by themselves from their heart and soul. They built it to commemorate, honor, and pay tribute to 58,721 warriors of the US allies. These allies had sacrificed themselves to defend and protect the Vietnamese people during the Vietnam War. The war would complete in 2020. Striving to bring a change, Sir Dao Minh Quân never shied away from struggling. He faced all hardships and challenging times. He was also imprisoned for more than 3 years in communist prison camps. Sir Dao escaped it and then moved to the States. As Sir Dao Minh Quân's family was not fond of the communist government,
governmental system. They moved to the States on August 14, 1980, and chose Los Angeles as their humble abode. Although away from his homeland, Sir Dao Min would never abandon his roots. He was constantly clouded by the thoughts of the citizens of Vietnam, living in the nation with no restrictions and complete freedom. Sir Dao Min Quân wished the same for his fellow citizens too. Dao's venture in America, living in state, Sir Dao Min Quân graduated as an information technology specialist and was invited by the measurement system and controls firm to be an engineer. He studied computer ABM compatible. During this time, he worked on the BIOS basic input output system and founded Clown Master Inc. in 1983 to 1984. He experimented with manufacturing a computer called Dao Computer that were inexpensive, but the speed was almost twice as fast as the IBM computer called IBM Clone. This leads him to the foundation of Dao Computer Inc. to manufacture the Dao computer. Sir Dao was also the head of the Three Magazine, Vietnam Business Magazine, president of the International Trading Company, Pacific Trading and Consulting, and the owner of Teletech Paging and Magic Talk in 1989. He submitted the draft of the National Citizens Resolution to philosopher Leung Kim Den, chairman of the National Seniors Council, who also signed a letter of authorization for him to be in charge of chairman of the Standing Committee of the National Council. Recognition for his services as a talented individual, Sir Dao Min Quân was voted and elected by three generations, including seniors, middle age, and youth, to undertake as a Prime Minister of the Provisional National Government of Vietnam on February 16, 1981, at 12 a.m. noon on the second day of the Vietnamese New Year of the God of Thunder, Mr. Dao Min Quân kneeled to receive the National Treasure of Compatriots Vietnam through history. The same day, he pledged to obligate to be the Prime Minister of the Provisional National Government of Vietnam. The activities took place in a solemn
and the clamatory ceremony publicly held at the standing office of Provisional National Government in California. Sir, Đào Minh Quân is leading a peaceful and brave revolution and is trying to transform the people's minds to move away from the communism and adopt the democratic form of government. Through this scheme, his nation will not only participate in the race of being a successful country, but also be a state full of royal patriots. Thank you for your paying attention. Kính chào quý vị mới vừa vào diễn đàn. Chúng tôi mới vừa đọc xong cái version English for Vietnamese overseas. Sorry, thank you for your patience. Mời quý vị dùng nước. Hôm nay cho quý vị nghe một cái tài liệu mà quý vị sẽ băn khoăn tại sao đã 46 năm trôi qua nơi xứ người mà người Việt Nam rất tài giỏi trên thế giới mà không làm được gì cho đến tới ngày hôm nay. Nguyên nhân cũng bởi vì tất cả các vị học giả, học sĩ của người Việt Nam chúng ta khắp nơi trên thế giới đi sai vấn đề. Cũng bởi nguyên nhân hận thù mà nên. Dựa vào cái tình huống xảy ra trong thời gian qua, cho nên Ngài Đức Quốc Công nhìn thấy đối với giặc giả thì đương nhiên cây súng nó không có mắt, có sự chết chóc điều đó có thể đương nhiên xảy ra, nhưng khi không còn chiến tranh nữa thì chúng ta có thể là bật bỏ đi cái hận thù. Như thế thì mới có khả năng được xây dựng đất nước ở tương lai một cách thái bình, thịnh trị. Nguyên nhân nó là như thế này. Kính mời quý vị cùng chúng tôi chia sẻ. Tựa đề nó là trả lại quả bóng cho bọn cộng sản chạy. Đơn kiện đầu tiên nộp tại tòa án ICC tại La Hay, Netherlands ngày 16 tháng 2 năm 2013. Cộng đồng chúng ta có biết bao nhiêu luật sư? Đến giờ đó mới có Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân dùng Thế Cách Sơn Đã Ngưu bên này sườn núi quấn hạ con trâu bên kia sườn núi. Cách diễn là để thay thế màu của đó Cộng sản Việt Nam và đánh Tàu Cộng. Đó là Cách Sơn Đã Ngưu. Hồ Chí Minh, một tên Tàu Cộng giả dạng người Việt Nam, lý lịch không rõ thì làm sao mà UNESCO vinh danh cho được? Đó là một câu hỏi mà chúng ta cùng chia sẻ như sau. Nhưng tổ chức quốc tế này không vinh danh Hồ Chí Minh chỉ vì có thêm một lý do giản đơn nhưng quan trọng. Việt Cộng không những không chứng minh được cái lý lịch của Hồ Chí Minh, một người mà lý lịch không rõ ràng, căn cước mù mờ thì làm sao mà vinh danh cho được. Vì theo hồ sơ do Cộng sản đề nạp tại UNESCO thì Hồ Chí Minh còn có tên là Nguyễn Ái Quốc. Quê quán hiện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An có tên thật là Nguyễn Sinh Côn, con cụ Nguyễn Sinh Sắc. Trước khi xuống Tàu qua Pháp,
tìm đường cứu nước thì Hồ Chí Minh có nộp đơn xin làm thông ngôn cho Pháp với tên giả là Nguyễn Ái Quốc. Theo quy luật của nhà cầm quyền Pháp, Hồ Chí Minh đã làm thẻ căn cước và lăng dấu tay do Sở Liêm Phóng của Pháp cấp. Sau đó, y thôi việc tìm đường xuất du và dùng nhiều tên giả như Patriot, Nguyễn, Lý Thị v.v. và sau cùng lấy tên là Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, theo tờ Hương Cảng Thời Báo tại Hồng Kông năm 1930, thì khi Thư viện Hồng Kông bị phát hỏa, người quản thủ thư viện tên là Nguyễn Ái Quốc cũng bị chết. Tờ báo này sau đó đình bạn, có thể vì bị gián điệp Tàu Cộng hăm dọa triệt hạ. Từ cái lỗ hổng nghi vấn này, những nhân sĩ trí thức Việt Nam, trong đó có tổ chức Dân Cử Việt và Hội Lễ Nghĩa Liêm Sĩ, đã đưa tin và cùng phối hợp với phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ. Phong trào này do ông Đào Minh Quân cấp tốc thành lập và lãnh đạo để tìm cách đánh bại âm mưu của Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam tại UNESCO. Quý vị nên nhớ, khi vào công luận của quốc tế, vào tòa án của quốc tế thì không phải giống như ở nhà chúng ta bình luận đâu à. Cho nên Ngài mới nói, trong nhà nhất mẹ nhì con, ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta. Vì thế, trong nhà ai cũng nói được, hết vị trí thức này tới vị trí thức nọ, nói rằng là phải kiện Tàu Cộng, phải kiện Hồ Chí Minh, nó hà hiếp, nó giết dân là nó hà hiếp con nít, nó hà hiếp phụ nữ. Nhưng mà khi ra công luận thì thôi, các bậc học sĩ của chúng ta là xếp sách, cặp quần áo xếp ngược trở lại rồi đem về nhà mà thôi, chứ không còn ra tòa để mà phân binh, phân minh, phân đua gì lại Cộng sản Việt Nam cả. Quý vị, mời quý vị tiếp tục nghe tiếp nha. Nền trí thức Việt Nam Cộng sản gieo ngò qua mặt hết. Cho nên là bị người Cộng sản Việt Nam qua mặt hết, người trí thức của người Việt Nam quốc gia của chúng ta. Sau khi được thuyết trình về thủ đoạn giao ngò của Việt Cộng coi như phe chống đối việc vinh danh Hồ Chí Minh gần như thất bại. Cho nên rất là đau đớn, bởi kéo dài 46 năm trôi qua cũng bởi vì cái chỗ đó. Vì dù có nhiều tài liệu cho những nhà trí thức Việt Nam soạn thảo rất công phu để đệ nạp cho UNESCO, đã nêu bật được những cái tội ác tày trời của Hồ Chí Minh gồm có: một, tội cướp của; hai, tội giết người; ra lệnh đấu tố sát hại trên 3 triệu người đồng hương nói chung; ba, tội cưỡng hiếp phụ nữ rồi thủ tiêu; bốn, tội ăn cắp, lấy trộm thư văn của người khác đạo văn thay vào tên của mình; năm, tội lừa gạt, giả tên người khác để tự ca tụng mình. Nhưng trong nhà nhất mẹ nhì con, ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta, Việt Cộng giao ngoa nghị biện như sao? Quý vị nghe rất là thích thú sau đây ha. Rồi lúc đó chúng ta sẽ biết tại sao 46 năm trôi qua người Việt Nam quốc gia chẳng làm được gì. Người Cộng sản nghị biện như thế này: một, tội cướp của, cho tới khi chết Hồ Chí Minh không có tư hữu của cải tiền bạc hay làm chủ một bất động sản hay tư sản nào cả, nên không thể buộc tội y là tên cướp của. Thấy chưa? Người Việt quốc gia thất bại là từ cái chỗ đó. Thứ hai, tội giết người. Việt Cộng nghĩ biện như sao? Trong trận chiến tại đồi Waterloo,
chỉ một đêm thôi, lính của Mã Pha Luân chết trên dưới 50.000 người. Trong cuộc chiến đụng độ tại Normandy, phía đồng minh tổn thất một tháng gần 100.000 quân. Thì trong cuộc chiến đánh Tây đánh Mỹ giành độc lập cho Việt Nam kéo dài trên 50 năm, sĩ tổn thất 3 triệu quân. Chia ra gần 20.000 ngày thì mỗi ngày thiệt hại trên 100 người. Những người này là hy sinh cho đất nước chứ không phải bị giết. À, nên lý luận như thế đó, hỏi thì người Việt quốc gia nào có cái lưỡi cái dài cái mấy cũng không có khả năng là phản biện, cái đúng không quý vị? Thứ ba, tội hiếp dâm, tội này rất là quan trọng. Theo nguyên tắc, muốn buộc tội Hồ Chí Minh có phải đủ 3 chứng cứ? Phải có đủ 3 chứng cứ. Một, A, xin lỗi, A ha, phần A nhỏ. Tìm được tên trùm của Hồ Chí Minh trong cửa mình âm hộ của người bị hiếp dâm. Chúng ta không có. Thấy chưa? Thấy cộng sản nó điêu ngoa ở trên diễn đàn quốc tế chưa? À. B, chúng ta đứng đơn tố cáo không được. Người bị hiếp dâm phải đứng đơn thưa kiện. Vì biết đâu người này đã đồng ý trao đổi tình dục thì không phải là tội hiếp dâm. Thì chết chưa? À, đó, người Việt quốc gia đó. Trong nhà thì giỏi lắm, ra đường thì u ơ không biết đâu mà trả lời. C, phải có chứng tích bị va chạm hay thương tích trên cơ thể mới gọi là bị hiếp dâm hay bị cưỡng dâm. Chúng ta không có bằng chứng và không ai ra làm nhân chứng. Bây giờ, trong ba điều ABC vừa nêu lên, người Việt quốc gia từ chết đến bị thương thôi, không có một người nào có khả năng là cãi. À, dù mình là mang tiếng là luật sư, là chánh án của thời cũ, của thời Việt Nam Cộng Hòa được chăng nữa, thì không thể nào cãi lý được. Cho nên im lặng và giả từ cuộc chơi trong dọc thời gian 46 năm trôi qua là chỗ đó. Tất cả ba yếu tố trên, chứng cứ này chúng ta không có, coi như tội hiếp dâm của Hồ Chí Minh không nêu lên được. Thấy chưa? Thấy ở trên tòa án nó đòi hỏi mà người Việt quốc gia ở dưới chẳng có ai có được những cái điều đó để chứng minh. Còn tội mục số 4 và mục số 5 không phải là tội hình và bằng chứng không đủ nên không thể kết tội Hồ Chí Minh là đạo văn hay giả mạo. Cho nên khi quý vị muốn kiện một điều gì cần phải có chứng cứ, mà chứng cứ giống như là một sự chứng cứ sống vậy đó, theo thời gian, chứ không phải cái chứng cứ mà nó đã mập mờ rồi quá lưu bởi thời gian rồi. Mời quý vị nghe tiếp. Tóm lại, những người chống đối UNESCO vinh danh Hồ Chí Minh gần như thất bại, nghĩa là các nhà trí thức người Việt quốc gia bị cầu thủ Cộng sản Việt Nam bát xê cho một quả bóng phải chạy le cả lưỡi ra cho đến khi, mời quý vị, UNESCO không chấp nhận vinh danh Hồ Chí Minh vì thiếu chứng cứ xác nhận Hồ Chí Minh là nghiện ái quốc. Cho nên lúc này đã bắt xe cái quả bóng cho tập đoàn Cộng sản chạy rồi. Nhờ vào chiến lược của Ngài Đức Quốc Công như sau. Sau khi biết tin, quý bố lão tiếp xúc với ông Đào Minh Quân và ban tham mưu để giúp cho ông có các chứng liệu đương đầu với Việt Cộng. Sau khi bàn bạc và được các cụ tin tưởng giao nhiệm vụ tung chiến dịch ký đập mặt tên Hồ Chí Minh, ông đã hội ý thêm với nhà báo lão luyện Robert D. Uman,
phóng viên của Associated Press thông tấn xã AP. Họ đã âm thầm đến UNESCO với lý do muốn tìm hiểu sự thật. Sau khi nghe trình bày về cái chết của một người tên Nguyễn Ái Quốc tại Hồng Kông năm 1930, UNESCO là cơ quan văn hóa khoa học Liên Hiệp Quốc đồng ý ngay và cần phải so sánh dấu tay của Nguyễn Ái Quốc trong hồ sơ của Liên Sở Liêm Phong Pháp với dấu tay của Hồ Chí Minh lấy từ xác của y đem quèn tại Baden thì mới rõ trắng đen là có một hay hai Nguyễn Ái Quốc. Nếu dấu tay hai người không giống nhau thì Nguyễn Ái Quốc không phải là Hồ Chí Minh. À, mời quý vị tiếp tục nghe, mời quý vị dùng nước xin lỗi. Vì vậy, UNESCO quyết định gửi một văn thư yêu cầu cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cung cấp dấu tay của Hồ Chí Minh. Bọn Việt Cộng đã từ chối yêu cầu này vì năm lý do sau đây. Chúng ta đã giặc là cần phải tìm hết cái lý do biết là tại sao chúng ta thắng và tại sao chúng ta thất bại, đúng không? Năm lý do sau đây. Một, lo sợ nếu dấu tay của Hồ Chí Minh không giống dấu tay của Nguyễn Ái Quốc thì chúng bị thua to tại Liên Hiệp Quốc. Là một rồi ha. Số 2, Việt Cộng nhát gan, tên nào cũng sợ thất kinh với Hồ Chí Minh nên không ai, kể cả Lê Đức Thọ, Mai Chí Thọ, Lê Đức Anh, Phạm Văn Đồng, đều không dám ra lệnh mở quan tài của Hồ Chí Minh để lấy dấu tay. Chết chưa? 3, khi mở quan tài, không khí có thể lọt vào đem theo vi khuẩn và vi trùng xâm nhập làm thúi xác nhà Hồ. 4, Việt Cộng là những tên gieo ngò sợ sự thật, trong lòng chúng đều nghi ngại xét Hồ Chí Minh tại Ba Đình là xét giả nên không dám mở ra. Thấy chưa? Thấy chưa? Tới đây chúng ta thấy là chúng nó đang ngã nghiêng ngã ngửa thất bại rồi. 5, và có dư luận cho rằng xét Hồ Chí Minh đang quèn tại lăng Ba Đình là xét giả làm bằng sáp chứ không phải là người thật. Chính Phạm Văn Đồng gửi một văn thư đến UNESCO nghị biện Hồ Chí Minh là con người biện chứng, không cần là người thật. Đó là một cái gọi xâm kích thất bại nữa. Nhưng Việt Cộng lừa dân và lừa đảng của chúng thì được, chứ với quốc tế thì đâu có dễ bị gạt. Khi Việt Cộng không nộp được bằng cớ chứng minh Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc thì không trình ra dấu quan tay của Hồ Chí Minh để so sánh với dấu quan tay của Nguyễn Ái Quốc thì UNESCO không chấp nhận vinh danh Hồ Chí Minh vì thiếu chứng cứ xác nhận Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc, nên hồ sơ Việt Cộng xin vinh danh Hồ Chí Minh bị xếp lại không cứu xét vì thiếu chứng cứ để giảo nghiêm. Thấy chưa? Thấy quả bóng bây giờ tập đoàn Cộng sản nó bắt đầu chạy. Do thất bại chu cây này mà Lê Đức Thọ đã thổ huyết ngay tại Ba Lê. Văn thư của một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, Orrin G. Hatch, đã xác nhận không có việc vinh danh Hồ Chí Minh. Xin thưa tất cả quý vị, khi mà ra tới công đường của quốc tế, khi người ta hỏi điều gì thì điều có đó phải nhất định chứng minh. Mà từ lúc ban đầu cho đến khi tới cái lúc mà UNESCO tuyên bố Hồ Chí Minh không phải là nhân danh của thế giới, người Việt quốc gia chúng ta vô cùng điêu đứng. Bởi vì khi nó hỏi Hồ Vĩ Vĩ kiện Hồ Chí Minh là người mạo danh mà cũng không biết thế nào để chứng minh, cho rằng Hồ Chí Minh là người hà hiếp đàn bà con nít nhưng không chính chứng minh được có hà hiếp hay là người ta đồng tình,
Cho nên kéo dài mãi theo thời gian người Việt quốc gia chỉ là mơ mộng để chiến thắng trên bàn hội nghị Liên Hiệp Quốc hay là trên tòa án của Liên Hiệp Quốc. Cái mơ mộng thôi, nhưng mà không đạt đến sự. Bởi vì người Việt quốc gia không đòi hỏi tập đoàn Cộng sản chứng minh những cái chính kiến như Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Quân của chúng ta. Yêu cầu tập đoàn Cộng sản hay chứng minh rằng là tên đang hoàng tại Lăng Ba Đình với lại Sở Liêm Phong đã giữ những cái hồ sơ lăng tay và chữ ký của Nguyễn Ái Quốc là một người đi, thì bỗng nhiên Hồ Chí Minh được Sở Văn hóa của thế giới sẽ công nhận là nhân danh của thế. Nhưng mà tập đoàn Cộng sản làm gì có khả năng chứng kiến được, chứng minh được những cái điều đó. Cho nên cái quả bom Ngài Tổng thống Đàm Quân phát xê lại cho tập đoàn Cộng sản ngày hôm nay, nó chạy lè lưỡi nó luôn. Cho nên xin thưa tất cả quý vị, khi lên trên công luận của quốc tế, mọi thứ đều phải chứng minh sự thật thì mới được. Cho nên Ngài Đức Quốc Công mới nói, trong nhà thì ai cũng nói và ai cũng khen mình là tài giỏi. Khi bước ra công đường thì lúc đó chúng ta mới thấy còn nhiều người giỏi hơn ta nữa. Người Việt Nam quốc gia chúng ta ở khắp nơi trên giới đâu có phải là yếu kém gì văn tự đâu. Nhưng không có đủ cái mấu chốt để mà làm cái xung kích lực để chứng minh cho UNESCO để nó nhận diện ra là Hồ Chí Minh là hai tên giả mạo khác nhau. Nguyên nhân cũng chỉ có một điều, người Việt quốc gia chúng ta không chịu ngồi chung lại với nhau. Cái gì cũng có thể làm được hết, nhưng mà cái ngồi chung lại với nhau bàn về một điều quan trọng của quốc gia đại sự thì họ không có khả năng. Vì thế bị tập đoàn Cộng sản nó bắt xe cho cái quả bóng chạy thôi, chạy lê lưỡi thôi. Cho nên cái đau thương của người Việt quốc gia tài giỏi thì có, văn tự thì dư thừa, nhưng lại thiếu cái kiên nhẫn để ngồi lại để chia sẻ cùng một trách nhiệm, lại không. Cái gì cũng dư hết mà chỉ có một cái điều đó thì thiếu. Cho nên quốc dân Việt Nam chịu điêu đứng cho đến 46 năm trôi qua là như thế. Cho nên tất cả các anh chị em từ ở trong nước hay ở hải ngoại, chúng ta là gọi là hội vệ của Việt Nam Cộng Hòa, nên hãy thức thời dẹp bỏ đi những cái riêng tư, hãy cùng đôi lưng lại với nhau tìm phương cách bàn đến những cái ý kiến cao siêu để đánh tan tập đoàn Cộng sản mà không cần can qua chiến tranh. Mà Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đàm Quân của chúng ta hôm nay đi được tới cái giai đoạn cuối cùng, từ cái việc vạch trần tội lừa bịp của tập đoàn Cộng sản ở trên diễn đàn công luận UNESCO, quốc tế của UNESCO, cho đến cái cuộc mà kiện tàu cộng thắng 38.000 tỷ trên tòa án môi trường quốc tế. Ngài Đức Quốc Công đi từng bước đi chậm mà vững chắc. Vì thế, chúng ta hãy tự tin còn những cái ngày tháng ngắn ngủi nhất. Kế tiếp là Ngài sẽ đặt chân lên đất nước Việt Nam cùng với lá cờ vàng bát sập đỏ tung bay. Quý vị nên nhớ lá cờ vàng của chúng ta, bát sập đỏ của chúng ta là lá cờ thiêng. Quý vị nên nhớ cái chữ thiêng này nó có nhiều nghĩa lắm nha quý vị. Thiêng tức là ông trời, mà thiêng tức là linh thiêng, hiểu không? Quý vị nhìn thấy cái lá cờ vàng bát sọc đỏ ở sau lưng của tôi treo nó phủ xuống.
Nguyên tắc lá cờ này phải treo ngang để cho ba cái lằn gạch đỏ nó nằm ngang. Nằm ngang như thế này mới gọi là cờ thiên. Bởi vì khi mà mình treo mà nó nằm ngang như thế này á, nó nằm trong cái vẻ càn. Vẻ càn tức là thiên, tức là trời. Còn treo như thế này á, là nó nằm theo như cái ý nghĩa là cái vẻ khôn. Khôn là đất, là địa. Cho nên cái lá cờ ở trên thế gian này chỉ có lá cờ của Việt Nam, cờ vàng ba sọc đỏ, mới có khả năng chứa đựng cả sắc thái dân tộc và cái thiêng liêng của vũ trụ. Chỉ có độc nhất lá cờ vàng ba sọc đỏ thôi. Nếu chúng ta treo nó ngoài lộng gió thì lá cờ vàng ba sọc đỏ là tượng trưng cho trời. Khi im gió, lá cờ nó rủ xuống theo cán cờ thì nó thuộc về địa, tức là đất, cha trời mẹ đất, lá cờ. Đây mới gọi là lá cờ thiên. Và nó chứa đựng vừa là linh thiên vừa là trời đất. Cho nên tôi đã từng nói lá cờ vàng ba sọc đỏ, tập đoàn cộng sản nó từng bắn mà không lũng, xé không rách, đốt không tiêu, chôn cũng không có tiêu. Và tưởng chừng như nó có khả năng tiêu diệt ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nhưng không, 46 năm trôi qua, lá cờ vàng ba sọc đỏ vẫn ngạo nghễ tung bay khắp bầu trời. Đấy mới gọi là lá cờ thiên, là chỗ đó. Ba cái vẽ ở đằng sau lưng của tôi, ba cái lằn đỏ, đó là ba cái gạch tượng trưng cho cái vẽ càn, là tượng trưng cho trời. Khi lộng gió hay lắm lá cờ vàng ba sọc đỏ, phải nói kể suốt cả ngày không hết cái ý nghĩa của nó, quý vị. Nếu mà gió không còn lộng được nữa thì lá cờ vàng ba sọc đỏ nó lại rủ dọc theo cán cờ, thì nó nằm về cái thể khôn, tức là đất, tức là địa, tức là càn khôn đó, quý vị. Khi chúng ta sống trong cái càn khôn này thì chúng ta phải thấm nhuần biết hết những cái thể diện xảy ra giữa cái càn và khôn. Mà lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta, lá cờ duy nhất trên hồn vũ có khả năng chứa đựng sắc thái dân tộc của một dân tộc ở trên đó. Và nhìn lá cờ chúng ta thấy hết tất cả hồn vũ, lá cờ vàng ba sọc đỏ, chúng ta nhìn nó, chúng ta thấy cả bầu trời ở bên trong. Đó là những cái mà rất là huyền bí của lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta. Một ngày gần đây chúng ta sẽ chia sẻ sâu xa hơn nữa về cái lá cờ vàng. Rất là tuyệt vời. Cho nên khi nào quốc dân Việt Nam còn là lá cờ vàng ba sọc đỏ còn, lá cờ vàng ba sọc đỏ còn thì quốc dân Việt Nam còn. Quý vị nên nhớ điều đó. Ok, đây là ngày Chủ nhật. How nice Sunday everybody. Thank you for your patience. And I hope you have time. And I hope you feeling fine. Happy Sunday. Bye bye Ngọc Ina. Bye bye Bình Phương. Bye bye Trung Nguyên. Dân tan chiều ngày vui non, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam đào minh quân, xây cơ đồ hồn thiên sông núi, ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Chào ngát chân bò. Chào Bình Thủy. Đào Minh Quân, anh hùng cứu quý dân Việt.
Bye bye Ngọc Yên em. Ok, chúc quý vị một ngày Chủ nhật bình an bên người thân yêu. Kính chào tạm biệt quý vị. Rồi.